Họa phước vô môn Duy nhân tự triệu Thiện ác chi báo Như ảnh tùy hình Từ báo này Chỉ cần nhân duyên đầy đủ Quả báo sẽ hiện tiền vận mệnh đời này của bản thân chúng ta ra sao? Là số tốt hay là số không tốt? Nếu như số không tốt, bây giờ đã sửa thế nào? Tu hành, học quý chỗ tự biết. Chúng ta phải sáng suốt biết mình. Sửa sớm một chút. Sửa số sớm một chút có thể thành tốt. Nếu như nói ngày mai mới sửa, Ngày mai là ngày mai. Ngày mai đâu nhiều vậy? Có thể muốn ngày mai sửa. Ngày nay vô thường đã tới rồi. Đường đến suối vàng. Không già trẻ. Không phải nói người già mới chết. Thọ mạng của con người thật đến rồi. Quả báo hiện tiền. Lúc này Quý vị có tiền tới đâu Cũng không mua được thọ mạng Cho nên Nhớ đến vô thường Sợ đừng phóng vật Nhớ tới sanh tử vô thường Người ta sẽ tích cực Tinh tấn Bản thân tôi Không tinh tấn là không được bởi vì chúng tôi vào tháng 10 năm 2004 vừa hay có cơ hội đến Hồng Kông chia sẻ đệ tử quy. Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông chúng ta có quay phim. Vừa hay băng đĩa này đưa tới Australia mở ra cho sư trưởng xem. Kết quả, sư trưởng vừa nhìn thấy tôi liền nói, Người này là tướng đoạn mệnh. Học quý chỗ tự biết, tôi sáng suốt biết mình. Bản thân tôi chính là đoạn mệnh. Nên sư trưởng từ bi, biết được người học sinh này đoạn mệnh, liền mau khẳng định, khích lệ chúng tôi phải đi theo con đường hoàng pháp lợi sanh. Cho nên tôi đã sống thêm được rất nhiều năm. Đây là thật sự, chứ không phải giả. Tôi nhớ tôi hồi khoảng 30 tuổi. Hình như cả con người đều không có sức sống gì. Lái xe chạy trên đường cao tốc, tới nỗi ngủ thiếp đi. Thật vậy mà. Một người lái xe trên đường cao tốc có muốn ngủ gục không? Đó là không muốn sống nữa. Tôi cũng đã rất cố gắng, rất nỗ lực để nhắc vợ chính mình đừng ngủ gật, nhưng nó vẫn cứ ngủ. Tôi nhớ lại hôm đó, tôi còn chở mẹ tôi đi thăm chị tôi. Mẹ tôi ngồi bên cạnh tôi. Sau đó thấy hình như có cái gì không ổn, liền vỗ vỗ tôi, có phải con ngủ rồi không? Tôi nói, hình như ngủ tiếp đi rồi, con người thật sự là có vận mệnh. Đời này chỉ có thể sống tới 29 tuổi, nếu như không mau mau tu thiện tới lúc 29 tuổi đó, thật là kêu trời trời không thấu, gọi đất đất chẳng thưa. Từ đây, chúng ta cảm nhận được sư công Lý Bỉnh Đam Hồi đó nhìn thấy trong số học sinh của mình Vừa thấy có tướng đoạn mệnh Liền mau khiến cho họ phát đại tâm Cố gắng hoàn pháp lợi sanh Bản thân của chúng ta bình tâm nhìn lại Tôi cảm thấy đồng tu Malaysia khá là có phước báo Đồng nhân ở đại lục quan sát của tôi Hơn một nửa đều là rất đoạn mệnh Chúng tôi là đồng tham đạo hữu thì không nói lời khách sáo, phải nói thật. Nhưng từ góc độ Phật Pháp mà và nhìn vào, cảnh duyên không tốt xấu, người giác ngộ, việc gì cũng đều là việc tốt. Biết rằng phước báo của mình không đủ đoạn mệnh mới dũng mãnh tinh tấn, mới có ý thức nguy cơ. Cho nên tôi nói với rất nhiều đồng tu Nếu như tôi không tin tấn Không cố gắng nỗ lực hoàn pháp lời sanh Quý vị phải nhắc dở tôi Quý vị không nhắc dở tôi Tôi sẽ bị mất mạng Cho nên bản thân tôi biết Chỉ cần tôi không hoàn pháp lời sanh Tôi chắc chắn sẽ mất mạng Cho nên quý vị phải giúp đỡ tôi Những lúc thấy tôi dạy đãi thì bao bao nhắc vợ sách tấn tôi một chút cho nên thiện ác chi báo từ báo này là lúc nào nhân duyên chính mùi đều có khả năng sẽ đến báo liễu phàm tứ huấn chúng ta đã cùng nhau học tập rồi những giáo huấn đều là lời dặn dò vô cùng khẩn thiết hộ niệm chúng ta còn một hơi thở tội ác ngập trời có thể hối cải. Xưa có người cả đời làm ác, lâm chung hối ngộ, phát một niệm lành, liền được thiện chung. Năng lượng sự lỗi ngay từ sớm bất khả tư nghị. Giống như phòng tối ngàn năm, một gọn đèn vừa chiếu, bóng tối ngàn năm đó đều tiêu trừ một người có thể xoay chuyển vận mệnh không có quan hệ rất lớn với việc họ có tôn trọng có quý trọng phật bồ tát cổ thánh tiên hiền có quý trọng giáo huấn của sư trưởng hay không sư trưởng biểu diễn cho chúng ta rất triệt để không có thọ mạng không có phước báo nhưng chiếu học tôn sư trọng đạo giáo huấn của ba vị thầy của ngài dạy ngài ngài không dám quên y giáo phụng hành sư trưởng cả đời có thể tu tới vô lượng thọ có thể tu được phước báo tự tại chúng ta nhìn thấy sự thì hiện của sư trưởng chúng ta phải quý trọng nhân duyên này phải nên khởi lên thái độ sư trưởng có thể làm được chúng ta cũng có thể làm được nếu như sư trưởng đã làm cho chúng ta triệt để như vậy sau khi chúng ta xem xong ý niệm vẫn là đó chỉ có sư phụ mới làm được mình làm không được cái này là chà đạp cả sự khổ tâm sư phụ biểu diễn cho chúng ta xem đệ tử quy câu cuối cùng rất quan trọng đừng cam chịu không thua kém thành thánh hiền đều đạt được chúng ta thấy người thiện liền học theo thấy người thiện ý niệm vẫn là họ có thể mình không thể cái này chính là phân biệt chấp trước cái này chính là không tin tưởng chính mình một người muốn cải tạo vận mệnh cho đến đời này một đời này muốn có thể đời này thành tựu phải xây dựng trên nền tảng của tính tâm trước hết phải tin tưởng chính mình cũng phải dựng tin giáo huấn của phật bồ tát và sư phụ trong điệu phàm tứ huấn có nói mau mau sửa lỗi sức mạnh đó bất cả tư nghị nhưng hơi thở hắt ra hơi thở tiếp theo không tới nữa muốn sửa cũng không còn kịp đến lúc này hối hận cũng không cách nào kêu trời kêu đất cũng không cách nào cõi dương trăm ngàn năm chịu tiếng xấu những việc ác đời này đã làm để lại danh tiếng xấu xa cõi âm trăm ngàn kiếp trầm luân ngục báo quả báo trầm luân trong ba đường ác gặp được phật pháp sau cùng trầm luân ba đường ác là chuyện thật đáng tiếc thật oan uổng có thể chúng ta sẽ cảm thấy rằng tôi đều luôn hành thiện. Chắc không đến nỗi nào phải như vậy. Thật ra, không phải tự mình nghĩ mình có phải người thiện không? Không phải dùng tiêu chuẩn của chính mình. Phải đối chiếu với tiêu chuẩn kinh điển mới được. Vào thời Tống, có một thư sinh tên là Phù Trọng Tính. Ông thích làm việc thiện Hoan hỷ bố thí Nhưng cho đến năm 35 tuổi thì sanh bệnh Lúc đó đến cõi âm Những người đã từng được ông giúp đỡ Nhìn thấy ông cũng rất kinh ngạc Ân công Sao ông bây giờ lại tới âm tàu địa phủ thế này? liền thỉnh giáo minh quan bên cạnh quan viên của cõi âm ông ấy rất thích bố thí tại sao 35 tuổi mà đã tới cõi âm rồi kết quả minh quan này liền nói rằng phù tiên sinh này vốn dĩ là số cơ hàng là rất nghèo khó nhưng bởi vì ông thích bố thí đời này ông có thể tay trắng làm nên tích lũy một ít phước báo nhưng bởi vì ông có hai thói quen không tốt thứ nhất là không thắp hương thứ hai là ngủ khá là trễ Những người này vừa nghe xong rất là kinh ngạc. Chỉ hai việc nhỏ này sao? Minh Quang này lại nói rằng vốn dĩ ông có thể sống tới 59 tuổi. Bây giờ chỉ có thể sống tới 35 tuổi. Chính là vì hai việc này làm tổn hại hết phước báo thọ mạng của ông. Điều này chúng ta bình tâm phân tích kỹ lại việc nhỏ có thể nhìn thấy tâm địa một người. Tất cả phước điền không rời gan tất. Nếu như tâm ở một số phương diện nào đó là sai lầm, lại khiến người ta nhìn có vẻ giống một thị nhân. Cái đó đều là ngụy thiện. Tâm chân thiện, tất cả hành vi đều phải là thiện. Chúng ta tu hành Rất sợ rơi vào ngụy thiện Cổ chi học giả di kỷ Kim chi học giả di nhân Người bây giờ học tập Chỉ vì để cho người khác coi Coi cho hay mà thôi Không âm thầm ngột rửa Nơi di tế sâu ẩn trong tâm Không thắp hương Trong tâm không có tổ tiên không có thiên địa quỷ thần. Sự hiếu kính này không đầy đủ. Vậy trễ, chúng ta nói ấm no nghỉ dâm dục. Một người sau khi ngủ dậy trễ, tà tư tà niệm của họ sẽ vô cùng nhiều. Cho nên, ý ác sẽ rất nặng. Du tịnh ý công là người có học. Học vấn nhiều hơn chúng ta không biết bao nhiêu lần. Ông đã tu cả đời, đến trung niên, khốn khó, lao đao. Chứ không biết vấn đề của mình nằm ở đâu. Táo thần nói với ông, ý ác quá nặng. Chỉ cầu hư danh, ý ác đây còn nhiều tham sân si mạng nghi đều là ý ác ngày nay chúng ta đối mặt chủ quản dân 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 và già dạ, trên bề mặt nhìn có vẻ rất cung kính nhưng sau lưng thì lười biếng thậm chí còn la mắng chủ quản của mình điều này tổn âm đức tổn hại hết sức lớn chúng ta học liệu phàm tứ huấn cũng biết phụng sự quân như trời cách ngôn người xưa đi là âm đức then chốt nhất sao quý vị đều không có phản ứng có phải chúng ta liệu phạm tứ huấn phải học lại một lần nữa không quý vị cũng không có phản ứng không cảm thấy chúng ta đều đã học rồi sao đã học rồi. Quý vị coi, như cách cả một đời vậy. Khi tôi đọc lên, quý vị giống như lần đầu tiên nghe thấy vậy. Việc học này, mỗi một câu, phải lãnh nạp trong tâm, khắc ghi trong lòng. Nếu không, điều chỉ có ấn tượng rất có được lợi ích trong đời này. Ông tu, ông đắc, bà tu bà đắc lãnh đạo không đúng đó là chuyện của họ bản thân chúng ta không giữ luân thường đó là bản thân chúng ta tạo nghiệp bản thân chúng ta thật sự giữ bổn phận từ có phước huệ song tu của chúng ta ai có thể chứng ngại chúng ta được lý này phải nghĩ thông sẽ không oán trời trách người đức hạnh thật sự nằm ở đâu cha mẹ không tốt mình vẫn là một hiếu tử thầy cô không tốt mình vẫn là học sinh tốt của thánh hiền lãnh đạo không tốt mình vẫn là trung thần tận trung giữ chức vậy mới thấy được chỗ đáng quý quý vị nói phải có lãnh đạo tốt phải có cha mẹ tốt mình mới tốt được đó là phân biệt chấp trước đó là chọn cảnh giới, không có chút quan hệ gì với việc tu hành. Đó là ở trong thuận cảnh phước báo sinh ra tham cầu. Những người sự vật tôi thích, tôi mới chấp nhận. Đó không phải tham cầu, thì là gì nữa? Thuận cảnh không dễ tu. Thế thuận rồi, thích người này, thích việc này. Không chấp nhận người đó, không chấp nhận việc đó, thuần cảnh đào thải người. Bản thân chúng ta không hay không biết tâm tánh đang sinh ra đa điểm chấp trước. Chúng ta nếu như không bình tâm mà quán chiếu thì không phát giác được. Cho nên táo thần đã nhắc nhở du công. Tập khí sai khiến hoàn toàn du tri không biết rõ vấn đề của mình nằm ở đâu lúc nãy có nhắc tới cho chúng ta cũng là câu chuyện trong dựng biên phù trọng tính này cả đời của ông cũng là thích bố thí nhưng những sự phóng túng bản thân trong cuộc sống này đều đang tổn phước chính mình không hề biết. Cho nên những người đã từng được ông giúp đỡ, hiểu được tình hình này, thì hết sức kinh ngạc. Một người thích bố thí như vậy, là chỉ vì không chú trọng những hành trì này trong cuộc sống, lại có thể khiến cho thọ mạng tổn hết chỉ còn 35 tuổi. Vậy chúng ta làm sao dám kinh xuất đây? phóng túng tập khí và dục vọng của chính mình đây những đạo lý câu chuyện này chúng ta phải học nhiều coi nhiều nếu không tới lúc đó cảm thấy bản thân mình tu khá lắm kết quả quả báo lại không tốt còn mắng phật bồ tát mắng cổ thánh tiên hiền thì tội đó lại càng thêm nặng điều này tuyệt đối là chân lý chúng ta không thể nghi ngờ cho nên lão tổ tiên đã nhắc nhở chúng ta bất kỳ việc gì không như ý không có kết quả tốt đều phải quay về thái độ làm việc không thông phản cầu chính mình mới được chúng ta khi xem quả báo thế gian cũng phải hiểu rằng quả báo là việc xuyên suốt ba đời tôi cũng đã từng có một số đồng tu cùng chúng tôi thảo luận về một số tình hình xảy ra người này rất là lương thiện tại sao cuộc đời lại không thuận lợi như vậy thật ra khi hỏi về vấn đề này người đương sự chúng ta có nghi ngờ nhưng quả báo ứng không một người học phật mấy năm nay nhìn thấy một số hiện tượng có bao giờ bị đau đầu nhức óc không có bao giờ từng nghi ngờ rằng tại sao lại là như vậy cho nên hiểu lý rất quan trọng lý đắc tâm mới được an nếu không gặp phải rất nhiều sự việc từ mình sẽ sanh phiền não cho nên nhân quả thông suốt ba đời Thứ nhất là hiện báo. Đời này quả báo đã hiện tiền. Bất luận là thiện là ác. Họ rất tích cực hành thiện. Đời này sẽ chuyển biến vận mệnh. Đời này họ phóng túng dục vọng Có thể ác báo của họ sẽ nhanh chóng hiện tiền. Chúng ta nhìn thấy một con số. Nước Anh đã làm một thống kê. Tỷ lệ tử vong của ca sĩ nhạc rock và ca sĩ nhạc trẻ gấp đôi người cùng tuổi. Những ca sĩ châu Âu đó tuổi bình quân là 42 tuổi đã chết mất. Ngoài việc cuộc sống của họ không biết kiểm điểm ra, thật ra một điểm càng quan trọng hơn là ca khúc mà họ đã hát làm nhiễu loạn phong khí của cả xã hội dẫn đến lòng người suy thoái cái ác này tạo ra rất lớn cho nên khổng tử nói thủy tác dụng giả kỳ vô hậu hồ họ đã khơi dậy ảnh hưởng không tốt nhất việc này sẽ tổn phước rất lớn Hiện báo cho chúng ta xem quý vị coi nhiều nhân vật chính trị như vậy lúc họ nắm quyền tham ô phạm pháp. Không lâu sau, đã bị pháp luật áp chế. Đây là lộng quyền một thời, thê lương dạng cổ. Cho nên hiện báo, còn có sanh báo, tức là đời sau quả báo sẽ hiện tiền. Đây là loại thứ hai. Loại thứ ba là hậu báo. Tức là sau khi đến đời thứ ba mới báo, từ chân tướng sự thật này chúng ta lại quan sát nếu như có người tạo ác kết quả họ bây giờ phước báo vẫn còn tốt đó là bởi vì phước từ đời trước của họ vẫn còn sau khi báo hết ác nghiệp của họ sẽ hiện tiền cho nên tục ngữ đã nói không phải không báo thời cơ chưa tới nhưng có một số người tâm thiện hành thiện. Đức hạnh rất tốt. Nhưng tại sao bản thân của họ, thậm chí là gia đình của họ, lại gặp rất nhiều khung khỏa? Đó là bởi vì họ đời trước ác báo còn sót lại của họ vẫn chưa báo hết chỉ cần họ chịu tiếp tục hành thiện đợi đến khi ác báo này báo xong phước báo sẽ có thể hiện tiền điều này là làm thiện quả liền có thể viên mãn thiện quả có thể viên thành cho nên bất luận chúng ta đối mặt bất kỳ cảnh giới nào đều phải dựng tin thiện giả thiện báo ác giả ác báo Đức Phật đã đem đạo lý này nói với chúng ta. Chúng ta sẽ biết được không thể chỉ nhìn trước mắt, phải nhìn rốt ráo, nhìn ba đời. Mới có thể hiểu rõ nguyên lý nhân quả báo ứng. Cho nên, từ sau khi hiểu rõ quả báo ba đời, đối với bản thân chúng ta mà nói, đời này chúng ta bất luận đối mặt với nghịch cảnh ác duyên như thế nào. Chúng ta cũng không oán trách. Đó là tự thân chúng ta chiêu cảm tới, hiểu lý rồi, thì tâm bình khí hòa. Đức Phật đã nói, muốn biết nhân đời trước, thì xem quả đời này. Cho nên người học Phật nhất định phải biết tươi cười mở ngoặt là người thật học tại sao bởi vì người thật học họ sẽ hiểu rõ một chân tướng cuộc đời không có một việc gì là việc xấu phải không quý vị nói ác báo tới rồi ác báo chẳng phải trả nợ sao trả nợ có tốt không mình cứ không chịu trả đó là trò vô lại trả nợ thì càng trả càng nhẹ nhàng tiêu hết nghiệp chướng hết nợ thân thể nhẹ nhàng vì thì không có việc gì xấu tất cả mọi việc đều là việc tốt làm gì có chuyện cười không nổi cho nên lúc này bất luận là đối mặt với khảo nghiệm như thế nào thiện tâm thiện hành của chúng ta tuyệt đối không được thoái lui vẫn luôn tận tâm tận lực tích lũy công đức đoàn ác tu thiện vậy là đúng rồi sau cùng nhất định sẽ có phước sau khi chúng ta hiểu được quả báo ba đời ngoài việc cho bản thân sự giáo dục rất tốt không oán trời, không trách người, dũng mãnh tinh tấn, hành thiện. Đối mặt với người thế gian, chúng ta cũng sẽ càng tích cực đem văn hóa truyền thống, nhất là giáo dục nhân quả, tuyên giảng cho đại chúng. Chúng ta thông thường nói, người khổ nạn. Người khổ nạn này không thể chỉ nhìn trước mắt, ấn tượng thông thường ôi chao những người không có ăn không có mặt là rất đáng thương đó là đáng thương trước mắt mà thôi người càng đáng thương là ai rất có thể là người làm tổng thống phải không người làm quan lớn đó họ có đáng thương không Họ đáng thương lắm chứ Quý vị nói những ca sĩ đó Wow, bình dưới mấy ngàn người vỗ tay cho họ Tốn nhiều tiền như vậy đi nghe họ hát Có người còn xếp hàng cả một buổi tối Quý vị nói phước báo họ có lớn không? Phước báo họ lớn như vậy Nhưng họ không quý trọng phước báo này Mà đi lợi ích đại chúng ngược lại còn khiến cho đại chúng đọa lạc tạo ra nghiệp đó có thể sẽ trầm luân trăm ngàn kiếp gục báo cũng không thể ra khỏi họ là người rất đáng thương đài loan lần này khi mở khóa học cũng có người trong giới văn nghệ đến đối với họ có một sự khai mở rất lớn đối với cuộc đời của họ đều là một bước ngoặt rất quan trọng cho nên luôn vì gặp duyên bất đồng Chúng ta Duyên phận đã muộn Trưởng thành mới gặp được Dấp ngã Sưng Rất nhiều Sức đầu chạy máu Đã tạo không ít nghiệp Cho nên thứ hai Tôi vừa nhìn thấy những em nhỏ đã đến học Ồ oh, Vui mừng đến nỗi nước mắt cũng chạy xuống Các em nhỏ như vậy Đã học giáo dục Luân lý đạo đức Nhân quả Hơn nữa những em nhỏ đó đều rất là lễ độ cung cung kính kính cúi chào chúng tôi chúng tôi rất là ấm lòng không thể để cho thế hệ sau chúng ta giống như chúng ta làm sai nhiều việc như vậy phải thành tựu các em như vậy mới là phong phạm trưởng bối